Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Sơn Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5 thì Sơn Đỉnh lên cho các bác 3 chiếc âm ly. Có một chiếc âm ly của một bác khách nâng cấp, đó là dòng Harman Kardon. Đoạn này có model là PM645VXI. Tiếng rất là hay và giá thì chỉ có vài trăm nghìn đồng. Hai chiếc âm ly hàng bãi Nhật, đó là một chiếc âm ly Pioneer 6800 Mark đôi và một chiếc âm ly Victor GAS8. Đây là ba sản phẩm sẽ giới thiệu chi tiết trong video buổi trưa ngày hôm nay. Trưa ngày hôm nay thì Xuân Đình cũng mong các bác là thông cảm vì chỉ có ba sản phẩm thôi, cũng không có nhiều. Vì hôm qua được các bác ủng hộ là Xuân Đình thì hôm nay Xuân Đình đã chuyển hết hàng cho các bác rồi. Thì bây giờ Xuân Đình sẽ quay chi tiết và báo giá cho các bác, và giá thì cũng rất là mềm mại. Đấy. Đầu tiên là chiếc âm ly Harman Kardon. Model của nó là PM645VXI. Đây là hàng của khách nâng cấp. Nó chỉ có, nếu mặt tiền thì nó rất là đẹp, nó chỉ có chút bụi bẩn. Thì ở đây Xuân Đình vừa mới giao lưu với bác nên cũng chỉ có kịp và lau qua và test thì thấy nó hoạt động tốt thôi. Tất cả các tính năng chỉnh bát tép, bát đăng, các đường vào, volume đều hoạt động tốt. Model của nó là 645VXI. Đây là nội thất bên trong. Đấy, nội thất bên trong của chiếc âm ly. Chiếc âm ly thì đã test là hoạt động tốt, máy chạy 4 sò than, nguồn tụ, zin. Con này thì Xuân Đình thấy là họ có thiết kế một cái dơ le. Đây này, đây gọi là cái dơ le này. Trên chiếc âm ly hay có dơ le khi tắt bật nó đóng ngắt thôi. Đấy, còn đâu là máy móc mà zin hoạt động tốt. Chỉ có vậy thôi. Chiếc âm ly đã test là hoạt động tốt, hàng của khách nâng cấp, size của nó size 43, điện 100V, có nao nớt, có chỉnh bát tép, tiếng rất là hay. Giá tiền là 700.000 đồng. Tiếng cực kỳ là tốt. Dòng này nếu như mà nó là hàng bãi đẹp thì nó tầm khoảng 3 triệu. Mà dòng này cũng khá là hiếm. Harman Kardon là thị làm ra thị trường của Mỹ. Sử dụng điện là 100V, à 120V. Đây Xuân Đình tìm cái thông số ở đây. Làm xuất cho thị trường của Mỹ nhé. Công suất 127W. Máy chạy là 4 sò xanh đen. Đã test là hoạt động tốt. Mức giá là 700.000 đồng. Chiếc âm ly này của khách nâng cấp. Quan điểm của Xuân Đình bán và tả cho các bác là cứ rõ ràng. Hàng của khách thì bảo luôn là hàng của khách, không có úp mở gì cả. Số đẹp hoặc tình trạng của máy, nhưng chiếc âm ly quan trọng nhất là nguồn tụ sò, để cứ đảm bảo cho các bác là zin và đã test là tiếng cực kỳ là tốt rồi. Quan trọng nhất cũng vẫn là giá tiền. Giá là chỉ có 700.000 đồng một chiếc âm ly nội địa, chứ không phải âm ly tàu, mà giá rất là rẻ. Âm ly số 2 là âm ly Pioneer, dòng này là dòng Pioneer 6800 Mark đôi. Nếu như ở cái phân khúc dưới 3 triệu đồng thì đây là những chiếc âm ly huyền thoại của hãng Pioneer. Máy chạy là 4 sò than. Công suất của dòng này là 110W, Pioneer 6800 Mark đôi. Rất là đẹp, nhưng mà có một cái điểm hơi xấu một chút xíu, các bác nhìn thấy kỹ nó có một vết xước nhỏ này. Đấy. Còn đã test tất cả các tính năng là hoạt động tốt, chiết áp, chiết carbon. Thiết kế rất đẹp, máy móc ruột gan là zin và đẹp đen ken. Chiếc âm ly này thì bình thường là Xuân Đình đang bán là 2.8 triệu. Hôm nay thì nó có một vết xước nhỏ, nếu soi thật kỹ mới thấy. Còn nếu bình thường mà bán mà qua qua thì chỉ quay như này thì không, thì các bác thấy nó rất là đẹp. Đấy. Nhưng cứ tả tình trạng cho các bác, vì cứ uy tín của mình thì cứ nói rõ luôn, số đẹp thì cứ tả chi tiết về đấy là mặt tiền. Có một vết xước trên mặt. Giá tiền thì chỉ có 2.300.000 đồng, một chiếc âm ly rất là đẹp. Pioneer, ruột gan nội thất bên trong máy rất là mới. Đây các bác thấy rõ rắc cắm tín hiệu này. Đấy. Điện 100V, công suất của nó là 110W. Mà giá thì chỉ có 2.300.000 đồng. Bạn nào đang có những cặp Pioneer Bass 20-25 ghép với những chiếc âm ly 6800 Mark đôi rất là hay, hoặc các bác nào đang có những cặp loa giản ghép dòng này tiếng rất là tốt. Âm ly có chỉnh bass check đầy đủ, có nao nớt, volume, các đường vào, đánh hai cầu loa AB, điện 100V, mức giá là 2.300.000 đồng. Sau bên này thì hôm nay lại về cho các bác một chiếc âm ly Victor. Dòng này dòng Victor GS8 thì nó có GS5, 7, 8, 9, 21. Đấy. Thì dòng S8 này rất là hay. Dòng S8 này thì có chỉnh 5 cần chỉnh equalizer, chỉnh về bát, trung, tép, nghe rất là tốt. Âm ly này thì nó sẽ tích hợp được 2 trong 1. Các bác làm dè qua một thiết bị khác, tức là khi mà sử dụng cái đường jack shear này, đấy, shear jack này, jack shear này, đấy, thì các bác chỉnh âm sắc ở đây,
và sẽ qua một cái âm ly khác hoặc cục đẩy khác thì nghe rất là chất lượng. Đấy, nó vừa làm được rè vừa làm được âm ly 2 trong 1. Âm ly này thì công suất là 120W, máy chạy là 4 sò sắt, đã test là hoạt động tốt và máy là nguyên zin, hàng chất bãi còn rất là đẹp. Điện 100V. Đấy, GS8 này. Công suất 120W. Thương hiệu thì không nổi tiếng nhưng ở những dòng GS8, GS9 này ghép được rất là nhiều các loại loa bass 2530, âm sắc của dòng này rất là tốt. Nên các bác nào mà đang cần chơi những chiếc âm ly không cần thương hiệu mà giá tiền bình dân thì đây là những dòng đáp ứng cho các bác này. Có nào lớp chỉnh 5 cần chỉnh equalizer. Đây là ba lăng volume, đây là các cái đường vào. Mức giá là 3.200.000 đồng cho chiếc âm ly Victor GS8. Giá này thì chỉ bằng chiếc âm ly GS5 mà nhiều cửa hàng đang bán thôi. Nhưng ở đây thì số định nhập được rẻ thì báo rõ cho các bác. Máy thì còn tương đối đẹp, mặt tiền cũng rất là ok. Mức giá thì chỉ có 3.200.000 đồng. Đây là ba sản phẩm mà số định vừa quay trong video buổi trưa ngày hôm nay. Vì thời gian nó cũng muộn nên số định chỉ quay ngắn cho các bác cũng như giới thiệu chi tiết là ba sản phẩm. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Và các bác có nhu cầu thì alo trực tiếp số định. Xin kính chào các bác và hẹn gặp lại.